này nó bị loạn ngôn ngữ rồi. Đấy, địt mẹ đấy chưa. Mày phải chơi với Mạnh Hùng rồi, đi mẹ. Tàng ơi, không bây giờ im để nghe Tàng nói. Rồi nè. Rồi cho rồi, cho đi, cho luật sư giải trí đi. À. Thằng này thì là nó đang phân tích, nó giải thích cho thằng này là cái này là như vấn đề như thế nào. Thì mày nói luôn đi. Không, bây giờ rồi, em xin lỗi luật sư, em xin lỗi luật sư, để luật sư nói. Tàng em xin lỗi, bây giờ Tàng chỉ là ra phán quyết luôn, thằng nào sai là không sai. Không, không. Chốt. Thằng nào sai gì? Phải ra phiên tòa đàng hoàng đủ má. Ơi, bây giờ khoan biết ý tao nói bây giờ nè. Tại nói là thằng nào sai thằng không sai, bắt đầu tại mới giải thích. Rồi, chốt Tàng. Thằng này sai. Rồi. Tại giải thích. Cái câu chuyện thằng này nó là thằng này vừa rồi, đi lái vào này. Trong thằng này đang nói chuyện thì thằng này nó bắt bằng bẻ ngang, nhưng mà thằng này nó nghe nhầm. Ừ. Đấy. Thì nghe đấy, nhầm thì ra là xin lỗi trong qua chửi. Nói tóm tắt là chốt lại thằng này chốt sai. Chốt lại thằng này sai. Rồi. Nhưng mà tóm tắt. Chốt lại xin lỗi. Không. Không nữa. Mày nghe luật sư đàng hoàng. Mày không có được cãi. Ta đâu nói tiếng nào đâu. Mày tầm bậy. Mày tầm bậy. Tức. Tức. Không tức. Không tức. Không tức. Tức. Mình trai mình có người xin lỗi. Sếp. Đàng hoàng sếp. Rồi. Vô. Nhưng mà. Nếu mà đã thôi nhờ luật sư rồi. Ừ. Thì tao chấp nhận. Địt mẹ. Đúng rồi. Để lần sau em sẽ nhờ luật sư. Đi. Rõ ràng đúng không sếp? Rõ ràng. Tức là không được tức. Không được tức. Mình được sai rồi. Sai quá sai. Mẹ. Đúng rồi. Ủa mày đi.